Xin chào tất cả quý vị. Trong video này, tôi sẽ đọc tiểu sử của tướng Dương Văn Minh trong thời Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Dương Văn Minh, sinh ngày 16 tháng 2, 1916, là một cựu tướng lĩnh bộ binh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa cấp bậc đại tướng. Ông xuất thân từ khóa đầu tiên ở trường sĩ quan võ bị quốc gia Việt Nam do chính quyền Pháp tại Liên bang Đông Dương mở ra ở miền Đông Nam phần Việt Nam với mục đích đào tạo người bản xứ trở thành sĩ quan phục vụ cho quân đội thuộc địa Pháp. Thời gian tại ngũ, ông được đảm trách những chức vụ chuyên về lĩnh vực chỉ huy và tham mưu. Ông là một trong số ít sĩ quan được phong cấp tướng thời đệ nhất Cộng Hòa, thiếu tướng năm 1955 và cũng là một trong những năm quân nhân được thăng cấp đại tướng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông cũng là một chính khách từng giữ vị trí quốc trưởng trong giai đoạn 1963-1964 và là tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Giữ chức vụ tổng thống trong thời gian 2 ngày từ 28 tháng 4 đến 30 tháng 4 năm 1975 nhờ sự vận động của em trai là Dương Thanh Nhật, bí danh Mười Ti, đại tá quân giải phóng miền Nam Việt Nam, nên ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông đã kêu gọi các đơn vị quân đội Việt Nam Cộng Hòa còn lại ngừng bắn và đầu hàng vô điều kiện theo yêu cầu của quân giải phóng miền Nam khi họ bắt đầu tấn công vào Sài Gòn, để tránh thương vong cho người dân và sự tàn phá đổ nát cho thành phố. Sau đó, ông tiếp tục làm cố vấn cho chính phủ mới trước khi sang nước ngoài để sống với con cái. Tiểu sử và binh nghiệp. Ông sinh ngày 19 tháng 2 năm 1916 trong một gia đình trung nông tại Mỹ Tho, miền Tây Nam phần Việt Nam. Thời niên thiếu, ông học trường College de Mỹ Tho, sau đó lên Sài Gòn học tiếp tại trường College Salut Lobos cùng một lớp với tướng Trần Văn Đôn. Năm 1938, ông tốt nghiệp với văn bằng tú tài toàn phần Pháp. Sau đó, ông được bổ dụng làm công chức thuộc ngạch thư ký hành chính tùng sự tại Sài Gòn. Thời trẻ, ông đã sớm bộc lộ năng khiếu và ham mê thể thao. Do có thể hình to lớn, ông được bạn bè đặt cho là biệt danh Minh Cồ, quân đội thuộc địa và liên hệ Pháp. Năm 1939, ông nhập ngũ vào quân đội thuộc địa Pháp, mang số quân 36/5.225. Ngày 9 tháng 1 năm 1940, ông được đơn vị cho theo học khóa 1 trường sĩ quan Thủ Dầu 1. Trường được đặt tại Phố Lợi, đầu năm 1941 mãn khóa, tốt nghiệp với cấp bậc chủng quý bộ binh. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, quân Nhật đảo chánh Pháp tại Đông Dương, ông đang phục vụ tại Cap Saint Jacques thì bị Nhật bắn và đưa về Sài Gòn giam giữ tại Khám Katina. Năm 1946, Pháp tái chiếm Nam Kỳ, ông được trả tự do và tái phục vụ ở Trung đoàn 11 bộ binh của quân đội Pháp, giữ chức vụ trung đội trưởng. Hai tháng sau, ông được thăng cấp thiếu úy tại nhiệm. Giữa năm 1948, chuyển chế sang quân đội Liên Hiệp Pháp, ông được thăng cấp trung úy, giữ chức vụ đại đội trưởng trong tiểu đoàn bộ binh Việt Nam. Quân đội quốc gia Việt Nam. Tháng 8 năm 1950 chuyển ngạch sang quân đội quốc gia mới thành lập, ông được thăng cấp đại úy. Năm 1951 ông chuyển sang dinh thủ hiến Nam Việt Thái Lập Thành, giữ chức vụ chánh võ phòng. Tháng 12 cuối năm ông được thăng cấp thiếu tá tại nhiệm. Đầu tháng 7 năm 1952 ông được cử làm tham mưu trưởng đệ nhất quân khu Nam Việt dưới quyền tư lệnh quân khu là đại tá Lê Văn Tị. Cuối năm, ông được cử đi du học tham mưu cao cấp tại trường Tổng tham mưu Paris sau khi bàn giao chức tham mưu trưởng cho thiếu tá Trần Văn Minh. Đầu năm 1953, mãn khóa học về nước tùng sự tại Bộ Tổng tham mưu Quân đội Quốc gia. Tháng 11 năm 1954, ông được thăng cấp trung tá và được cử giữ chức chỉ huy trưởng quân khu Sài Gòn Chợ Lớn.
Sau khi người Pháp thất trận Điện Biên Phủ, ông là một trong những sĩ quan cao cấp ủng hộ Thủ tướng Ngô Đình Diệm nắm quyền, loại trừ vai trò của quốc trưởng Bảo Đại. Vì vậy, ngày 1 tháng 5 1955, ông được Thủ tướng Diệm cử làm chỉ huy trưởng chiến dịch bảo vệ thủ đô Sài Gòn Chợ Lớn, chống lại quân Bình Xuyên của tướng Lê Văn Viễn tại vùng Sài Gòn Chợ Lớn và phụ cận. Ngày 5 tháng 5, ông được thăng cấp đại tá tại nhiệm. Ngày 21 tháng 9 cùng năm, ông được Thủ tướng Diệm cử làm tư lệnh chiến dịch Hoàng Diệu, truy kích và tiêu diệt các lực lượng tàn quân Bình Xuyên của tướng Bảy Viễn. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày 1 tháng 11 năm 1955, ông được tân quốc trưởng Ngô Đình Diệm thăng cấp thiếu tướng tại nhiệm. Đầu năm 1956, sau khi hoàn tất việc dẹp loạn Bình Xuyên, ông được cử giữ chức vụ tư lệnh chiến dịch Nguyễn Huệ, rồi tiếp đến chiến dịch Thoại Hầu Ngọc để bình định miền Tây, đánh dẹp lực lượng quân sự giáo phái Hòa Hảo của các tướng Năm Lừa và Ba Cục. Ngày 26 tháng 10, ông được Tổng thống Diệm chỉ định làm tổng chỉ huy cuộc duyệt binh mừng lễ kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày quốc khánh, đệ nhất Cộng Hòa trên đại lộ Trần Hưng Đạo, Sài Gòn. Ngày 8 tháng 12 cuối năm, ông được thăng cấp trung tướng tại nhiệm. Đầu năm 1957, ông được bổ nhiệm chức vụ tư lệnh quân khu thủ đô. Từ tháng 7 tới tháng 11, ông có 3 lần hướng dẫn phái đoàn quân sự du hành quan sát tại quốc gia Nhật Bản 12 tháng 7 và Úc 1 tháng 9 và Hàn Quốc. Đầu tháng 8 năm 1958, bàn giao chức vụ tư lệnh quân khu thủ đô lại cho đại tá Nguyễn Văn Y để đi du học lớp chỉ huy tham mưu cao cấp tại Học viện Chỉ huy và Tham mưu Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ và thời gian thụ huấn 16 tuần. Đầu tháng 1 năm 1959, mãn khóa học về nước, ông được giao cho chức vụ tư lệnh tổng quát 3 quân khu gồm quân khu thủ đô, quân khu 1 và quân khu 5. Tuy nhiên, trong những năm sau đó, sự tín nhiệm của ông đối với Tổng thống Ngô Đình Diệm bị giảm sút. Ông lần lượt được bổ nhiệm vào các chức vụ không có thực quyền. Đầu năm 1960, ông được cử làm Tổng thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng. Qua năm 1961, giữ chức vụ tư lệnh Bộ Tư lệnh Hành quân tại Bộ Tổng tham mưu, phụ tá cho ông Thiếu tướng Lê Văn Kim. Giữa năm 1962, ông được cử hướng dẫn phái đoàn quân sự du hành quan sát cuộc thao dượt hải quân liên phòng Đông Nam Á. Ngày 8 tháng 12, Bộ Tư lệnh Hành quân Bộ Tổng tham mưu giải tán. Đầu năm 1963, ông được chuyển về Phủ Tổng thống, giữ chức vụ cố vấn quân sự cho Tổng thống. Đảo chính và sự thăng trầm sau đó. Vốn đã có bất mãn tồn tại, cộng thêm một tín đồ Phật giáo, ông đã nhiều lần biểu hiện thái độ không hài lòng với biện pháp trấn áp Phật giáo của chính phủ Ngô Đình Diệm. Trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963, ông đóng vai trò chính của cương vị Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng, cùng với các tướng Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Mai Hữu Xuân, Đỗ Mậu. Từ khi hai anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu bị sát hại ngày 2 tháng 11 năm 1963, ông và các tướng tá đồng sự của ông không ai công khai thừa nhận mình có tham gia quyết định giết Tổng thống, có thể vì hai lẽ. Thứ nhất, việc sát hại nguyên thủ đứng đầu chính phủ như Tổng thống Diệm là hành động làm phản ở mức cao nhất, vượt quá sức tưởng tượng của nhiều quan chức Việt Nam Cộng Hòa thời đó. Thứ hai, các tướng tá tham gia đảo chánh trong chừng mực nào đó hầu hết đều có mang ơn Tổng thống Diệm trên con đường thăng tiến binh nghiệp của mình, nhưng họ bất đắc dĩ phải hạ thủ là để sát nhân mưu cứu vạn thử, giết một con mèo để cứu muôn con chuột, và cần phải nhổ cỏ tận gốc đề phòng nhóm thân Tổng thống Diệm lưu vong tại nước ngoài có thể tái lập hợp lực lượng, kết hợp ngoại quốc hoặc thành phần trong nước để tìm cách phục hồi quyền lực trả thù nhóm đảo chánh. Tuy nhiên,
Chỉ hai tháng sau, tướng Nguyễn Khánh cầm đầu cuộc chỉnh lý ngày 30 tháng 1 năm 1964, lật đổ chính quyền quân sự này và giành quyền cai trị Việt Nam Cộng Hòa. Ông bị thất thế về chính trị, mặc dầu vẫn được giữ chức quốc trưởng. Với chức vụ này, ông là một trong ba lãnh đạo quốc gia cho chế độ được xưng là Tam Đầu Chế. Quốc trưởng Trung tướng Dương Văn Minh, Thủ tướng Trung tướng Nguyễn Khánh, Tổng tư lệnh quân đội Đại tướng Trần Thiện Khiêm. Ngày 24 tháng 11 năm 1964, ông được quốc trưởng Phan Khắc Sửu thăng cấp đại tướng cùng với tướng Nguyễn Khánh. Tháng 12 năm 1964, ông bị ép đi làm đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Thái Lan, thay thế Trung tướng Thái Quang Hoàng. Ngày 21 tháng 3 năm 1965, ông nhận được quyết định giải ngũ của Hội đồng Quân lực. Tuy nhiên, ông vẫn giữ làm đại sứ tại Thái Lan cho đến năm 1968 được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho hồi hương. Năm 1971, ông trở lại chính trường để đối đầu với đương kim Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, người được Mỹ ủng hộ trong cuộc tranh cử Tổng thống. Tuy được nhiều người cho rằng rất có thể ông là lãnh đạo của lực lượng thứ ba, có thể đàm phán hòa bình với quân giải phóng để tránh việc chiến tranh tiếp diễn lâu dài, nhưng nỗ lực của ông đã bị Tổng thống Thiệu cản trở. Cuối cùng, ông đã rút ra khỏi tranh cử sau khi tuyên bố rằng cuộc bầu cử chỉ là trò múa rối. Tổng thống Thiệu hiển nhiên tái đắc cử Tổng thống năm đó. Ông ta là ứng cử viên duy nhất không phải cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào. Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, với sự sụp đổ nhanh chóng của Việt Nam Cộng Hòa sau khi Mỹ rút quân, ông lại trở thành một nhân vật quan trọng cho chức vụ Tổng thống sau khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rồi Tổng thống Trần Vân Hương từ chức. Ngày 24 tháng 4 năm 1975, ông chính thức nhậm chức Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Theo hồi ký của các tướng tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa như Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Chánh Thi và cựu dân biểu Lý Quý Chung, thì sáng ngày 28 tháng 4, tướng tình báo Pháp François Venusien đã đến gặp Tổng thống Dương Văn Minh và đề nghị Việt Nam Cộng Hòa kêu gọi Trung Quốc đem quân tấn công vào Việt Nam để cứu quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang trong cơn nguy kịch. Một nhân viên ngoại giao Trung Quốc đề nghị quân lực Việt Nam Cộng Hòa hãy cố thủ án ngữ vùng 4 chiến thuật, hứa hẹn Trung Quốc sẽ đem quân đánh vào biên giới miền Bắc Việt Nam để giải vây. Bản thân ông, vốn được ban binh vận Trung ương Cục miền Nam thông qua là em trai Dương Thanh Nhật, bí danh Mười Ti, đại tá quân giải phóng miền Nam Việt Nam và gia đình thuyết phục từ trước đã từ chối và nói: "Tôi cảm ơn thiện chí của ông, nhưng trong đời tôi đã từng làm tay sai cho Pháp, rồi tay sai cho Mỹ, quá đủ rồi, tôi không thể làm tiếp tục tay sai cho Trung Quốc." 8 giờ sáng ngày 30 tháng 4, ông và Phó Tổng thống Nguyễn Văn Huyền cùng Thủ tướng Vũ Văn Mẫu quyết định đơn phương tuyên bố bàn giao chính quyền lại cho Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Ông Mẫu ngồi soạn lời tuyên bố, mất khoảng một tiếng đồng hồ, đến 9 giờ giao lại cho ông đọc vào máy ghi âm. Trong lúc ông thâu băng lời tuyên bố, chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, quyền tổng tham mưu trưởng, gọi điện thoại cho tư lệnh quân đoàn 4 là thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam và yêu cầu tướng Nam cố gắng thi hành lệnh tổng thống sẽ phát lên đài vô tuyến Việt Nam. Tướng Hạnh cũng đến đài phát thanh để ra nhật lệnh cho quân đội và các lực lượng vũ trang buông súng, thi hành lệnh của Tổng thống. Tuyên bố của ông, nhật lệnh của tướng Hạnh đã được truyền đi trên đài vô tuyến Việt Nam vào lúc 9 giờ rưỡi. "Tôi, Tổng thống Dương Văn Minh, đường lối, chủ trương của chúng tôi là hòa giải và hòa hợp dân tộc để cứu sinh mạng đồng bào. Tôi tin tưởng sâu xa vào sự hòa giải giữa người Việt Nam để khỏi phí phạm xương máu của người Việt Nam. Vì lẽ đó, tôi yêu cầu tất cả anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hãy bình tĩnh, ngưng nổ súng và ở đâu thì ở đó. Chúng tôi cũng yêu cầu anh em chiến sĩ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam ngưng nổ súng. Chúng tôi ở đây chờ gặp chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam để cùng nhau thảo luận về việc
bàn giao chính quyền trong vòng trật tự, tránh sự đổ máu vô ích của đồng bào. 11 giờ rưỡi ngày 30 tháng 4, Trung úy quân giải phóng miền Nam Việt Nam Bùi Quang Thuận đã hạ lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trên nóc dinh xuống, kéo lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lên. Cùng lúc này, Đại úy Trung đoàn Phó, Trung đoàn 66 Phạm Xuân Thệ cùng lực lượng đột kích thọc sâu của quân đoàn 2 và biệt động thành Sài Gòn tiến vào dinh độc lập, bắt ông Dương Văn Minh cùng toàn bộ những nhân vật chủ chốt của nội các chính quyền Sài Gòn. Dương Văn Minh nói, tôi chờ các ông tới để bàn giao chính quyền. Phạm Xuân Thệ trả lời, các ông không còn gì để bàn giao. Thay mặt cách mạng, tôi đề nghị ông ra lệnh đầu hàng vô điều kiện để tránh đổ máu không cần thiết. Ông đồng ý. Khoảng 12 giờ trưa, Đại úy Phạm Xuân Thệ đưa Tổng thống Dương Văn Minh, Thủ tướng Vũ Văn Mẫu lên xe Jeep để đi đến đài phát thanh. Chiếc xe thứ hai chở Trung tá Chính úy Lữ, đoàn xe tăng 203 Bùi Văn Tùng cùng hai nhà báo Boris Galash, người Đức báo Der Spiegel và Hà Duy Định. Đến đài phát thanh, tất cả lên phòng ghi âm bé tí xíu, rộng khoảng 20 mét vuông. Trong lúc đứng đợi, một nhân viên của đài giật chân dung Nguyễn Văn Thiệu trên tường, ném qua cửa sổ xuống sân. Không khí căng thẳng thay đổi khi Đại úy Tuệ thay đổi thái độ, vui vẻ nói, anh Minh, anh yên tâm, chúng tôi chiến đấu cho dân tộc, vì vậy chúng tôi buộc phải đánh bại những kẻ cam tâm bán nước. Nhưng bây giờ chúng tôi đã vào đây, không ai làm gì anh đâu, và cũng không ai sẽ bắt tội anh. Chính ủy Tùng muốn tướng Minh đọc qua những lời thảo ước trước khi ghi âm, song không tìm thấy được máy ghi âm nào trong đài phát thanh, do tòa nhà vừa bị trải qua một trận hôi của. Chỉ còn một chiếc máy ghi âm nhỏ của báo Spiegel. Việc thu âm tiến hành đến 3 lần. Lần thứ nhất, ông Minh không đọc tiếp khi đến dòng chữ tôi, Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn. Ông chỉ muốn giản lược là tướng Minh và không muốn nhắc lại chức vị tổng thống, mới tiếp nhận được 2 ngày. Cuối cùng, mọi người nhất trí với lời văn tôi, tướng Dương Văn Minh, ra lệnh cho tất cả binh sĩ hạ vũ khí đầu hàng. Tại đài phát thanh, ông thay mặt toàn bộ nội các của chính quyền Sài Gòn đã đọc tuyên bố đầu hàng vô điều kiện với quân đội cách mạng, tức quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Thay mặt các đơn vị quân giải phóng đánh chiếm dinh độc lập, Trung tá Bùi Văn Tùng đọc tiếp lời nhận đầu hàng. Chiến tranh kết thúc, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chính thức sụp đổ. Sau năm 1975, sau ngày 30 tháng 4, ông phải đi cải tạo và sống tại Sài Gòn. Ông còn được mời làm cố vấn cho chính phủ mới, có hình ảnh cho thấy ông thường xuyên đi bầu cử như một công nhân chế độ mới. Tháng 10 năm 1981, chính quyền Việt Nam cho phép ông được xuất cảng sang Pháp, chữa bệnh và đoàn tụ với gia đình. Năm 1988, ông chuyển sang Hoa Kỳ, sống với vợ chồng người con gái tại Pasadena, California và định cư luôn tại đây. Ngày 9 tháng 8 năm 1901, ông qua đời tại nơi định cư, hưởng thọ 85 tuổi. Đến đây tôi xin chấm dứt phần đọc tiểu sử của các vị tướng lãnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin quý vị vui lòng nhấn nút subscribe và notification để nghe những tiểu sử của những người tướng khác. Xin